hôm nay có trường, có lớp, có thằng hoàng dính dáng, chỉ cần mày còn ế, tao sẽ không lấy chồng. Xin thề, xin thề. Tao chết tao cũng phải bắt mày lấy chồng. Còn có chết cũng không lấy chồng. Mà sao mày lấy gì vậy? Mày không chịu lấy chồng, bây giờ mày muốn lấy ai? Tôi với ông chưa cưới được là do ai? Đúng rồi Hoàng ơi, tuổi em lấy vợ là đúng rồi. Đàng hoàng em chỉ có đàn hay mà nó dẻ đẹp nữa chứ. Trang nó cũng rắn trẻo hiền lành mà nấu ăn ngon. Dạ đúng, được không? Chị biết nó mê trai mà, sao giờ còn ép con lấy nó nữa? Trang không chịu lấy đâu. Trời ơi, sao mày dám bỏ nhà, bỏ tao mình đi vui đời vậy? Anh là Tài. Tao là hai, hai gì? 22. Hai hoặc hai thôi. Tôi thì nấu ăn, Hiền á thì nói makeup, ông á thì làm văn nghệ. Ý bà phải là ba đứa mình tổ chức tiệc cưới cho người ta không? Ê, không biết ai sáng tạo ra cái vụ đám cưới, người muốn cưới cũng khổ mà người không muốn cưới cũng khổ. Em là chị á, kể cho người mai em biết cho chồng em bỏ. Ngày nào em cũng nắm đầu chồng em ra em đánh cho bỏ ghét. Sao? Trời, cũng đã đổ mưa rồi, sao Tài chưa đổ em? Gì vậy ba? Chuyện hả? Hết hồn. Đủ rồi đó, chuẩn bị đón nó về. Hai, coi như hai chị em một lần. Hai về gia đình của mình. Má con mình ơn rằng con gia đình về đi. Anh xin lỗi mà. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Lớn rồi, khóc chứ con nít à. Mày lấy về hai bây giờ. Hát tim bích tinh. Con chó ẩm trên tay bây giờ nó lớn rồi, bây giờ nó còn nó cưới nhau luôn kìa trời. Sao mà lấy nhà được hay quá vậy? Hai con ráng nha con, phát thương phát tài nha. Không vô nha, vô nha, vô nha, hồi nó cưới vô nha, nó cưới vô nha con nha.